Bệnh viện Di Đồng Đồng Nai vừa cấp cứu thành công một bé trai 6 tuổi bị ngưng tim ngưng thở do hóc dị vật đường thở trong lúc ăn bún mọc. Đây là một trong hai ca hóc dị vật nặng nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận và điều trị. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Di Đồng Đồng Nai cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhi thiếu oxy não từ 20 đến 30 phút, phổi bị tổn thương nặng, máu trào ra rất nhiều, dị vật lớn chiếm hoàn toàn đường thở khiến trẻ không thở được, từ đó làm cho diễn biến bệnh nhanh hơn các bác sĩ nhanh chóng luồn ống nội khí quản vòng qua mép dị vật vào phổi để cung cấp khí oxy cho não, tiến hành nâng huyết áp nâng tim. Khi bệnh nhi ổn định hơn, các bác sĩ mới tiến hành gấp dị vật viên mọc to bằng ngón tay cái, khỏi ống thở, ổn định tổn thương phổi cho bệnh nhi. Bệnh nhi đã tạm thời qua cơn nguy kịch, đồng tử co lại cho thấy có dấu hiệu hồi phục, giải quyết được một phần thiếu oxy não. Tuy nhiên, do bệnh nhi bị thiếu oxy não trong thời gian quá dài, nên việc phục hồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có thể di chứng về sau.